Soleil Soleil, công ty chuyên hợp tác với các sự kiện và đại hội thể thao lớn trên toàn cầu như Rugby World Cup, Tour de France, Hollywood Bowl, sẽ đảm nhận việc cung cấp các bữa ăn cho các vận động viên và du khách trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Với mục tiêu hướng tới sự bền vững, công ty sẽ sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật để tăng cường sức khỏe, đồng thời hướng tới một Thế vận hội thân thiện với môi trường. Chúng tôi có trách nhiệm tuyên truyền tới những người sẽ tham gia Thế vận hội Paris 2024 rằng chúng ta có một nhiệm vụ chung là thay đổi thói quen để giảm lượng khí thải carbon. Vì vậy, bạn hãy di chuyển bằng hệ thống giao thông công cộng. Khi mua hàng đồ ăn, bạn cũng nên thử món ăn chay. Chúng có hương vị rất thơm ngon. Với cách chế biến tinh tế của đầu bếp, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Một nhà máy điện đã được chuyển đổi thành phòng ăn dài 213 mét tại trung tâm làng Olympic. Đây sẽ là nơi phục vụ khoảng 45.000 bữa ăn cho các vận động viên mỗi ngày. Có khoảng 500 món ăn khác nhau sẽ được phục vụ, bao gồm cả tím nướng, bánh kẹp shawarma chay, xúc xích chay, món faladen củ cải đường, ngũ cốc diêm mạch và nhiều món ăn thuần chay khác. Các món ăn thuần chay rất tốt, cung cấp chế độ ăn uống cân bằng, dễ tiêu hóa. Nó có thể phù hợp với chế độ ăn kiêng của các vận động viên. Ban tổ chức Thế vận hội cũng xây dựng một kế hoạch ngăn ngừa lãng phí thực phẩm và thu hồi lượng thức ăn thừa bằng cách trao tặng cho các tổ chức từ thiện, chuyển đổi thành thức ăn cho động vật, ủ thành phần hữu cơ. Ngoài ra, thay vì sử dụng đĩa dùng một lần, công ty Sodexo Life có kế hoạch giới thiệu 47.000 đĩa có thể tái sử dụng và cắt giảm một nửa lượng nhựa dùng một lần. Pháp từng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2015 với Thỏa thuận Paris, Hiệp định Khí hậu toàn cầu quan trọng nhất cho đến nay. Chính vì vậy, động thái mới nhất từ ban tổ chức Olympic Paris 2024 là điều chưa từng có trước đây, giúp nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu khi nước này dự kiến sẽ đón 15,3 triệu du khách đến tham dự.